chấn động. Tiên tri báo trước cực chuẩn xác, đúng 7 ngày tới tháng 9 âm lịch 2024, tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Gặp thời đổi vận, số mệnh giàu sang, vận may bùng nổ, trúng số phát tài, tiền vàng nhét chật két, giàu có gian danh thiên hạ. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý mệnh chủ tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 thân mến, nhân gian thường nói, nếu muốn biết quá khứ, hãy nhìn hiện tại, nếu muốn biết tương lai ra sao, thì hiện tại sẽ trả lời. Kiếp nhân sinh cho ta thấy rằng, số phận và đường đời căn bản của mỗi người quả thực được quyết định từ trước khi sinh ra. Dựa theo quy luật nhân quả luân hồi và nghiệp báo muôn đời, thì bạn sinh ra giàu hay nghèo, bố mẹ, anh chị em, người thân trong tương lai là ai, đều đã được quyết định sẵn, chỉ chờ đến thời điểm sẽ xuất hiện, dựa trên căn nguyên từ nhiều đời, nhiều kiếp, các nghiệp quả phải trả. Và phúc đức là do chính bạn tạo nên. Như vậy, tâm thế nên có, không phải là ganh đua để hơn thua với người khác, mà là tâm thế thản nhiên, đón nhận mọi điều mình có, thắng không kiêu, bại không nản. Bởi nguyên nhân thành hay bại có thể vốn được quyết định từ trước khi bạn sinh ra ở đời này. Thời gian trôi đi, ai rồi cũng sẽ già. Những nếp nhăn trên gương mặt mẹ cha và những bước chân chậm rãi của cha mẹ là báo hiệu của tuổi già đã đến. Ai cũng phải trải qua quy luật của con người, của dòng tuần hoàn, sinh lão bệnh tử. Lúc con cháu trưởng thành khôn lớn là lúc ông bà, cha mẹ ngày một già đi, sức khỏe đi xuống, và đó chính là lúc người lớn tuổi cần sự quan tâm, chăm sóc. Và đến tuổi xế chiều này, nhiều quý cô bác cũng rất cần quan tâm đến vận hạn, tài lộc, tình duyên, gia đạo, sức khỏe của mình nữa, đúng không nào? Được biết tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, nhờ kiếp trước tu tâm dưỡng tính, ăn ở phúc đức, hiền lành, và ông trời đã không phụ lòng người mà ban lộc cho con giáp này. Đúng vào thời điểm sắp tới đây, vận may bùng nổ, trúng số phát tài, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, thêm một tuổi lại thêm sung túc, càng già càng giàu có, an nhàn hưởng phúc đến cuối đời. Vậy để biết được vận mệnh của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 diễn biến ra sao, thì xin mời quý khán giả hãy cùng kênh theo dõi và chiêm nghiệm hết luận giải chi tiết ngay sau đây. Trước khi đến với phần luận giải chi tiết về vận trình tử vi đúng 7 ngày tới của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 sẽ như thế nào, thì Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý khán giả điểm nhanh tính cách của người tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 có đặc điểm gì nổi bật ngay sau đây. Kỷ Hợi là những người thật thà, ngay thẳng và rất tốt bụng. Trời sinh những người tuổi Kỷ Hợi được Phật Di Lặc ban cho trí tuệ, Phật A Di Đà Như Lai bảo hộ, Phật Thích Ca Mâu Ni ban phúc. Đây là những người mang tính cách cẩn thận, sống biết lo toan, suy nghĩ chu toàn trong mọi việc. Bên cạnh đó, họ còn rất thông minh, có nhiều tài nghệ, lại chăm chỉ và chịu khó, siêng năng làm lụng. Kỷ Hợi nếu được sinh vào giờ tốt thì trung niên đã có nhà cửa khang trang, gia đạo ấm êm, hạnh phúc. Vẻ bề ngoài của Kỷ Hợi lúc nào cũng thanh thản, nhàn nhã, dường như không bao giờ vướng bận, buồn phiền bất kỳ điều gì. Nhưng họ hoàn toàn không phải là những kẻ lười biếng, chỉ biết hưởng thụ, mà đơn giản họ luôn biết cách cân bằng, điều hòa cuộc sống của chính mình. Dù gặp phải những khó khăn trong cuộc sống, họ cũng không bao giờ la hét, làm ầm lên cho người khác biết, cũng không ỷ lại hay dựa dẫm vào ai. Kỷ Hợi sẽ âm thầm giải quyết vấn đề của mình với sự ung dung, quả quyết. Tuổi Kỷ Hợi là những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Họ sống tự do, thoải mái và phóng khoáng, bởi vậy nên được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng. Nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình, Kỷ Hợi sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc, ổn định. Người ta thường nói, người tuổi này thành thật và khiêm tốn, họ nổi bật với lòng trung thành, tính thụ động và khá thực tế, có số phận an nhàn, luôn thuận buồm xuôi gió. Nhưng sách ghi chép, vận mệnh những người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 mang cung mệnh đại gia lại cho thấy, phần lớn người tuổi này mang mệnh phú quý, đều mang tính tình cứng cỏi, quyết đoán, lòng đầy tự hào, khinh thế, ngạo mạn, đôi khi tự cao tự đại, có sự độc lập một cách đáng kinh ngạc. Họ có tố chất là một thủ lĩnh đầu đàn, để quán xuyến tất cả mọi việc. Tuy nhiên, họ lại làm việc trong tâm thế khá nóng nảy, lỗ mãng, lại đa nghi, nên dễ tuân theo cảm xúc mà đưa ra quyết định sai lầm, gây hối tiếc về sau. Đây chính là điểm yếu khiến họ gặp nhiều thất bại trong tiền vận, mà mãi tới trung vận họ mới có thể nhận ra. Có một số tuổi nhận ra sớm,
nhờ được quý nhân chỉ giáo, có thể giàu sang ngay trước ngưỡng tuổi tứ tuần. Theo luận giải, vì Kỷ Hợi thuộc mẫu người phúc hậu trực tính, cẩn thận, chu đáo, mẫu mực, kiên nhẫn, mang nhiều hoài bão, lý tưởng, đặc biệt tính tình ngay thẳng, phóng khoáng, có lý tưởng, đôi lúc ngây thơ, lãng mạn, dễ gặp may mắn trong cuộc đời, tự tin, kiên cường, có tài của bậc lãnh đạo, có ý chí tiến thủ cao. Kỷ Hợi là mẫu người ham học hỏi, có năng khiếu về văn chương và khoa học, là người tài giỏi, thiện lương, cuộc sống có nhiều thành tựu. Với các công việc làm ăn lương thiện, Kỷ Hợi vào đời với hai bàn tay trắng, không nhờ cậy anh em, bà con, thân tự lập thân, nhờ vào sự tháo vát, chịu khó chịu khổ, cũng đã có lúc khấm khá, nhưng sự nghiệp không bền, nhiều phen chao đảo, nhất là tiền trung vận. Kỷ Hợi thích hành hiệp trượng nghĩa và cũng thích được nhiều người ngưỡng mộ, yêu mến, họ luôn tỏ ra nghị lực, đối xử thân thiện và hết lòng vì bạn bè, họ cũng không tiếc công sức. Khi tham gia các hoạt động phục vụ lợi ích cộng đồng, đây là người biết cách lập kế hoạch, cũng như xác định bước đi tiếp theo của mình là gì, luôn suy tính kỹ càng trước khi quyết định hành động. Tuy nhiên, tuổi Kỷ Hợi có sự chịu đựng kém, đứng trước áp lực của công việc và cuộc sống, nhiều khi họ xử lý không thấu đáo, thường đau đầu, mất ngủ hoặc có biểu hiện bất lực, buông xuôi trước thử thách. Để hướng tới thành công, họ cần tôi rèn nghị lực, ý chí nhiều hơn nữa. Những lúc gặp khó khăn, họ cần động viên, an ủi, chia sẻ, cảm thông, khích lệ rất nhiều. Kỷ Hợi chỉ mong ước có một cuộc sống giản dị, bình thường, nên họ không nhiều tham vọng, không ham bon chen, lấy khoan dung độ lượng để ứng xử, lấy khiêm cung trọng hậu để đối đãi với người khác. Họ yêu cuộc sống hòa bình, không thích tranh chấp hay nhường nhịn, và thích giúp đỡ người khác. Tuổi Kỷ Hợi muốn xây dựng một bầu không khí hòa nhã, thân ái trong gia đình và cộng đồng. Kỷ Hợi thường rất chăm chỉ, siêng năng, khéo tay, tỉ mỉ. Họ có biệt tài nghiên cứu, sửa chữa máy móc, làm các đồ thủ công, mỹ nghệ, trồng cây và chăn nuôi. Chỉ cần một chút nghị lực can đảm thôi là họ có thể thành công trong công việc và cuộc sống. Ngoài ra, Kỷ Hợi có tinh thần đoàn kết với những người xung quanh, là những người giỏi ngoại giao hay giúp đỡ người khác, nên họ rất được lòng anh em, bạn bè. Họ giữ gìn sự đoàn kết như bảo vệ con ngươi trong mắt mình vậy. Đàn ông tuổi Kỷ Hợi thường nghĩ lớn, nhìn xa trông rộng, là người thần tướng mạo, uy nghiêm ở chốn quan trường, quyết đoán, thét ra lửa ở chốn thương trường. Nhưng về nhà lại có thiên hướng nhường nhịn, chiều chuộng các thành viên trong gia đình, bề ngoài lạnh như tiền, nhưng thực ra họ sống rất cảm xúc và tình cảm. Nhìn lại quãng đường mà Kỷ Hợi đã trải qua, theo năm tháng cuộc đời, có thể thấy được rằng cũng chỉ vì không chấp nhận tầm thường, nên Kỷ Hợi mới mưu cầu thành công, thành tựu, vì mong một kiếp nhân sinh rực rỡ, muốn làm cho hết bản năng của mình, nên Kỷ Hợi mới lao ra khỏi cái vòng tròn an toàn, lựa chọn mạo hiểm, mơ mộng phù hoa, đến với những đau khổ, nếm trải vất vả mà thanh toàn cho cuộc sống. Cũng chỉ vì muốn chăm lo cho người thương, muốn có vật chất làm công cụ bảo hiểm cho gia đình, Kỷ Hợi mới cố vất vả ngược xuôi ở cái thời điểm thanh xuân còn cháy bỏng. Vậy nên, không có gì là sai khi Kỷ Hợi vấp ngã cả, không có gì là sai khi chịu chút thất bại của cuộc sống trong thời gian dài, nếm trải đủ, người yêu quý có, người khinh miệt có, người tôn trọng cũng có, và người tệ bạc cũng không ít, chung quy chỉ có thời thế không thuận, bản thân chưa sáng suốt, có vậy mà thôi. Kỳ thực, đời người có ai mà không vấp ngã, lắm lúc Kỷ Hợi cũng thấy mừng, vì ít ra ngã sớm cho cái đoạn thanh xuân còn trẻ, để rồi lại dễ dàng vực dậy, làm lại từ đầu và đón ánh nắng sớm đẹp đẽ của cuộc đời vào những ngày bình yên. Chỉ sợ là sau này, nếu ngã rồi mà nằm yên lại, sau này khi thua rồi thì lại chán nản, buồn phiền, sau này khi không còn đủ sức để thừa nhận, không nhìn thẳng hoặc cố chấp lãng tránh những gì đã gây ra, sau này lại thay vì tự vấn bản thân, lại trách đời, mắng người, hận trời, giận đất, sao số tôi lại khổ thế này. Kỷ Hợi sẽ không làm như vậy, cũng sợ sau này khi cứ ủ ê trong cái nỗi buồn vô hạn, sẽ không nhìn trái, nhìn phải, để thấy vẫn còn một vài người tin yêu đang chờ đợi ta hăng say vực dậy. Suy cho cùng, Kỷ Hợi dù sống trong sung túc hay vất vả, họ đều mang trong mình những vết thương sâu lắng. Kỷ Hợi ơi, nếu có buồn hãy cứ ủ ê, khóc lớn một trận, cùng cười một khúc, say đến mê người, ngủ đến dài thân. Rồi sau đấy nhớ lại cái lý do tại sao ta lại bắt đầu, tại sao ta lại lựa chọn,
nhảy ra khỏi cái vòng tròn an toàn cố hữu của bản thân, để rồi vươn mình tới những thành công mới sau những vết thương vấp ngã của cuộc đời. Có nhiều lúc Kỷ Hợi có thể đổ tại giận, cũng có thể đổ tại người, tại ta cả tin hay tại ta cả nể. Nhưng đừng quên mọi thứ vẫn là do chính ta quyết định, mọi họa hại mình sẽ phải mạnh dạn đối diện đấu đời. Kỳ thực ở độ tuổi này, Kỷ Hợi cũng đã tôi rèn ra mình một con người thật bản lĩnh, cứng cỏi. Ở độ tuổi này Kỷ Hợi luôn nhìn nhận vấn đề ở một tầm cao hơn, làm cho người ta cảm thấy được đãi ngộ. Kỷ Hợi giống như một cuốn sách hay, khiến cho người người rung động tâm can, không cẩu thả, nông nổi, bột chột, bất kể đứng ở góc độ nào mà nhìn, đều sẽ không thấy nhạt nhẽo, vô vị, và một khi đã cầm lên đọc sẽ không muốn dừng lại, thu được ích lợi vô cùng. Nhìn thì Kỷ Hợi như một loại hồ đồ, kỳ thực lại là một dạng thông minh sáng suốt, không vì ham muốn lợi nhỏ mà mất đi khí tiết. Trong tâm bảo trì vững nguyên tắc của mình, nhìn thấy như hồ đồ, nhưng nội tâm sáng tỏ. Khi giao tiếp giữa người với người, Kỷ Hợi là một loại nhường nhịn, lấy đức dày mà bao dung, nâng đỡ dạng vật, lấy ơn báo oán, không dễ dàng lấy tu dưỡng của chính mình khiêu chiến với sự nông cạn của người khác. Đó cũng là một loại đạm bạc, giản dị, coi tiền tài, danh lợi như mây khói thoáng qua, trong lòng như trăng sáng, tâm như nước lặng xem nhật nguyệt, mắt tựa gương sáng nhìn xuân thu. Với Kỷ Hợi, đó lại là một loại thông dong, tâm tính tựa như ánh mặt trời ló rạng, cầm được thì cũng buông được, cần tiến thì tiến, cần lui thì lui, ổn định trầm tĩnh, bền gan vững trí, dẫu Thái Sơn có đổ ngay trước mặt cũng không đổi sắc. Đó cũng là một loại cảnh giới chiến thắng bản thân, tự mình trưởng thành, cao giọng làm việc, hạ giọng làm người, hạn chế biến nhát, thường có suy nghĩ trách nhiệm, không quan tâm hơn thua, không kiêu căng ngạo mạn. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay, sau đây, Minh Đường Tử Vi xin mời quý khán giả đến với phần luận giải nội dung chi tiết về các phương diện chính của cuộc sống dành cho con giáp tuổi Kỷ Hợi sinh 1959, đúng 7 ngày tới, vận trình cụ thể như sau. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Bước sang thời điểm sắp tới đây, công việc của người tuổi Kỷ Hợi trở nên hanh thông và thuận lợi vô cùng, bản mệnh gặt hái không ít thành quả tốt đẹp, mở ra nhiều cơ hội cho mình. Thời điểm sắp tới này, các nhiệm vụ, kế hoạch còn dang dở đều được bản mệnh giải quyết ổn thỏa và gọn gàng. Công việc mới cũng không thể làm khó được bạn, bởi với những kinh nghiệm sẵn có, bạn hoàn toàn tự tin phát huy năng lực của bản thân. Dù là người làm công ăn lương hay kinh doanh, đều có cơ hội phát triển sự nghiệp tương ứng. Chỉ cần đặt mục tiêu rõ ràng và hạ quyết tâm làm tới cùng thì thành công sẽ đến. Đặc biệt, có tam hội hỗ trợ nên các mối quan hệ xã giao của bạn hiện tại vẫn đang duy trì ở mức hài hòa. Nhờ vậy, bạn sẽ có người giúp đỡ kịp thời khi gặp khó khăn. Cũng bởi bạn biết cách đối nhân xử thế hợp lý, nên bên cạnh luôn có những người bạn, người đối tác, cộng sự nhiệt tình và hết lòng. Nhiều thuận lợi là thế, song không có nghĩa tháng này bạn không có nguy cơ đối mặt với rủi ro. Nhất là khi nguyệt lệnh lâm tuyệt, giận tiểu nhân vẫn luôn rình rập, nhắc nhở con giáp này chớ vội vàng đắc ý hay ngủ quên trên chiến thắng mà chủ quan lơ là. Chỉ cần bạn luôn giữ thái độ khiêm tốn, đúng mực, làm việc chăm chỉ thì dù có tiểu nhân quấy phá cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Hãy cứ tin tưởng vào bản thân và làm những điều mình muốn thì sẽ mang lại kết quả tích cực. Xét về phương diện tài lộc. Xem tử vi thời điểm sắp tới đây của 12 con giáp nhận thấy, tuổi Kỷ Hợi bước sang thời điểm sắp tới đây này sẽ có tin vui về đường tài lộc. Con giáp này được thiên tài trợ mệnh, nhờ vậy mà các vấn đề kinh tế đều được giải quyết, bản mệnh cũng thở phào nhẹ nhõm khi thoát được gánh nặng. Cũng nhờ công việc chính của con giáp này tiến triển tốt nên cũng có thể được thêm tiền thưởng từ những đóng góp đó. Khả năng tăng lương ở thời điểm này không nhiều, có thể sẽ cần phải có thời cơ thích hợp. Dù vậy, phần lớn thu nhập của bạn trong tháng này đến từ nghề tay trái, hoặc đó là thu nhập ngoài luồng, kinh doanh buôn bán đắt hàng, bạn có nhiều cơ hội đầu tư, thu về lợi nhuận cao. Chỉ cần đưa ra lựa chọn sáng suốt và quyết đoán sẽ mang lại thành quả lớn. Lúc này, bạn càng nên duy trì chi tiêu cân đối, tiết chế ham muốn, mua sắm quá đà. Khi ra ngoài, không nên mang theo nhiều đồ quý giá, kẻo bị trộm mất. Tuy nhiên, vẫn còn tiềm ẩn những nguy cơ do nguyệt lệnh lâm đất tuyệt. Vì vậy, chớ nên chủ quan, làm gì cũng cần phải suy nghĩ thật kỹ, tham lam sẽ khiến bạn mất cả tiền lẫn tài. Bên cạnh đó,
con giáp này nên thắt chặt chi tiêu, cân đối nguồn ra vào, hạn chế mua sắm quá đà và suy tính thật kỹ khi cho vay mượn tiền bạc để tránh một đi không quay trở lại. Thời điểm này, bát bạch phi tinh bay vào hướng chính tây, đây được coi là phương vị dưỡng tài khí. Tại phương diện này, bạn có thể trưng biểu tượng cóc ngậm tiền để thu hút tài khí, thúc đẩy kinh doanh, buôn bán thêm thuận lợi, dễ phát tài phát lộc. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, đúng 7 ngày tới, ngũ hành bản mệnh tương sinh với ngũ hành của năm, dự báo về một năm nhân duyên rộng mở, hạnh phúc đông đầy. Với người tuổi Kỷ Hợi thì đây sẽ là giai đoạn để hai vợ chồng củng cố mối quan hệ của mình, đồng thời sẽ vẫn có những bất đồng còn tồn tại. Nhưng quan trọng là cả hai học được cách bao dung và chia sẻ với nhau để cùng tiến tới một nấc thang mới. Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong nhà cũng khá yên bình, dù giữa đôi bên vẫn còn những quan điểm khác biệt, song bạn biết đặt mình vào vị trí của đối phương, không còn cứng đầu, cố chấp hoặc bắt đối phương phải nghe theo ý mình nữa. Đôi khi sẽ có xảy ra cãi giả, nhưng mức độ không quá nghiêm trọng nên mọi việc hòa giải khá nhanh. Tuy nhiên, do có sao quả tú chiếu mệnh, chủ về những suy nghĩ hỗn loạn nên tâm lý u uất, nên nếu giữa vợ chồng không có sự nhường nhịn nhau thì mâu thuẫn dồn nén lâu ngày rất dễ bị đẩy lên cao trào, ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Xét về phương diện sức khỏe, tình hình sức khỏe của người tuổi Kỷ Hợi không được tốt cho lắm do chịu tác động của Bạch Hổ hung tinh. Tuy nhiên, cảnh báo có quả huyết quang có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, vì vậy bạn cần đặc biệt cẩn thận khi tham gia giao thông hoặc lao động chân tay để tránh sự cố ngoài ý muốn. Nếu cảm thấy cơ thể có chỗ nào không khỏe thì bạn cũng nên đi khám chữa kịp thời. Còn nếu bạn chần chừ để thời gian kéo dài quá lâu thì bệnh dễ trở nặng, đến lúc đó sẽ tốn tiền bạc và công sức chạy chữa hơn nhiều. Theo tử vi thời điểm sắp tới đây, trong năm 2024 cho rằng công việc dù có bận rộn đến mấy, con giáp này cũng nên chú ý tới việc nghỉ ngơi, đừng nên làm việc quá sức mà khiến tinh thần và cơ thể đều mệt mỏi, thậm chí là đổ bệnh. Tiếp nối chương trình, ngay sau đây, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ đến quý khán giả lời cảnh báo của các nhà tử vi về vận mệnh của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 cần đặc biệt lưu ý trong thời điểm sắp tới này. Sức khỏe suy giảm, vấn đề an toàn cần được lưu tâm hàng đầu trong năm nay. Con giáp này có thể vì bất cẩn mà bị thương hoặc tai nạn. Để tránh quả huyết quang thì bản mệnh cần chú ý khi sử dụng các vật dụng sắc bén, mũi nhọn, khi lao động hoặc khi tham gia giao thông. Công việc có nhiều áp lực gây ảnh hưởng sức khỏe, tinh thần của bản mệnh, bạn nên cố gắng giải tỏa tâm lý, suy nghĩ tích cực, đừng ôm đồm nhiều việc vào người mà đổ bệnh. Tình duyên trắc trở năm 2024, các cặp vợ chồng thường xuyên gặp khúc mắc trong hôn nhân, song cả hai đều có tâm lý trốn tránh, không muốn trực tiếp giải quyết. Nếu cứ lựa chọn cách né tránh như vậy, đến một ngày nào đó, sự bất mãn sẽ lên đến đỉnh điểm, đổ vỡ là điều khó tránh khỏi. Và ngay bây giờ, xin mời quý khán giả hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi vào phần luận giải về vận trình tử vi chi tiết cho từng tháng sinh âm lịch may mắn của người tuổi Kỷ Hợi 1959, cụ thể như sau. Vận mệnh của người tuổi Kỷ Hợi 1959 sinh vào tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch tức là tháng Giêng, là tiết tân xuân, dạng vật sinh sôi, đất trời tươi tốt. Người này tinh thần sảng khoái, biết tiến, biết lùi, yêu tự do. Người này không phải lo lắng về cơm ăn áo mặc, sức khỏe đa phần được hưởng thọ, hứa hẹn một tương lai tốt đẹp. Họ sống hòa thuận, hạnh phúc với cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, con cái hết mực yêu thương, nuôi nấng, chăm sóc lẫn nhau. Tuy không có nhiều tham vọng, không đạt được địa vị cao trong xã hội, nhưng đời sống tinh thần của họ rất phong phú, họ bằng lòng với những gì mình đang có. Vận mệnh của người tuổi Kỷ Hợi 1959 sinh vào tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch vào tiết Kinh Trập, mọi việc đều hanh thông. Người này có tinh thần lạc quan, sức sống dồi dào, dễ thành đạt, nhiều thành tựu, là người nhân hậu, thông minh, tháo giác. Vận mệnh của người tuổi Kỷ Hợi 1959 sinh vào tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch là tiết Thanh Minh. Người này thông minh, linh hoạt, ứng biến, được trời phù hộ, sống một đời vinh hiển. Người này có khả năng thích ứng tốt với hoàn cảnh,
và có được vị trí cao trong xã hội. Họ rất may mắn được quý nhân phù trợ, tài vận hanh thông. Vận mệnh của người tuổi Kỷ Hợi 1959, sinh vào tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch là tiết lập hạ. Người này có trí hơn người, tài năng văn chương, nghệ thuật, đa sầu, đa cảm, rất cao ngạo, cuộc đời gặp nhiều trắc trở. Người này khó có thể gây dựng sự nghiệp lớn, mặc dù họ có sức mạnh, tổ chức tốt và có tham vọng, được lòng mọi người, vì tính cách nghiêm khắc, kiêu căng nên bị mọi người coi thường. Vận mệnh của người tuổi Kỷ Hợi 1959, sinh vào tháng 5 âm lịch. Người tuổi này được hưởng một sự nghiệp đơn giản, có danh tiếng và may mắn, có thể thất bại, có thể gặp khó khăn trong tương lai. Nhưng danh tiếng của con giáp này căn bản không tệ, có tài năng nên được mọi người kính trọng. Vận may lên xuống thất thường, được quý nhân giúp đỡ, sự nghiệp phát đạt nhưng dễ thất bại nhanh chóng. Vận mệnh của người tuổi Kỷ Hợi 1959, sinh vào tháng 6 âm lịch. Người này khó nhận được giúp đỡ của gia đình, bước vào xã hội không được sự giúp đỡ của bạn bè và quý nhân, sự nghiệp của họ gặp nhiều khó khăn, trắc trở nhưng đạt được thành tựu ổn định. Vận mệnh của người tuổi Kỷ Hợi 1959, sinh vào tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch tuy thời tiết hanh khô nhưng cuộc đời của người này lại rất suôn sẻ, dễ chịu, hạnh phúc và bình an đến hết đời. Gia đình có nhiều phúc báo, cha mẹ, anh chị em giúp đỡ, vợ chồng thuận hòa. Người này không cần phải làm việc quá vất vả mà vẫn có cuộc sống sung túc, không phải lo lắng bất cứ điều gì. Vận mệnh của người tuổi Kỷ Hợi 1959, sinh vào tháng 8 âm lịch. Người này là người khôn ngoan, sống có lý tưởng, có trí tiến thủ, về sau được nhiều người khen ngợi. Đây là người có quyền lực, địa vị, được nhiều người khen ngợi, không phải lo lắng về vấn đề tài chính. Vận mệnh của người tuổi Kỷ Hợi 1959, sinh vào tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch thuộc tiết Bạch Lộ. Người này sống cuộc sống tự do, sung túc, không bị gò bó, hạnh phúc. Người này không được nhiều của cải của cha mẹ, nhưng được quý nhân phụ trợ trong xã hội nên không gặp phải sóng gió lớn trong cuộc đời. Người này rất độc đoán, thích thô bạo, cứng rắn, hơi điên rồ và ích kỷ. Vận mệnh của người tuổi Kỷ Hợi 1959, sinh vào tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch là thời điểm của lập đông. Người này có thể sống bình lặng đến hết đời mà không cần lý tưởng hay nỗ lực gì. Họ không thích học mọi thứ trên đời, không quan trọng, muốn gì được nấy. Người này phải đến tuổi trung niên thì mới có cuộc sống thoải mái mà họ muốn. Họ không có một sự nghiệp tuyệt vời và họ không có nhiều tiền. Vận mệnh của người tuổi Kỷ Hợi 1959, sinh vào tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch là thời kỳ tuyết rơi dày đặc. Người này có tài năng, sức mạnh thông minh, đức độ và có nhiều hoài bão, nhưng tiếc là không có phúc tổ tiên, không còn nơi nương tựa và sự nghiệp của họ bị mất ngay cả bởi những người cao quý. Vì đang tự mình khởi nghiệp nên đôi khi cảm thấy cô đơn, mệt mỏi và muốn bỏ cuộc, dễ xảy ra tranh chấp tài sản hoặc làm việc sống dẫn đến hủy hoại tài sản, vượt qua nhiều trở ngại và dễ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Vận mệnh của người tuổi Kỷ Hợi 1959, sinh vào tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch tức là tháng Chạp, là tiết tiểu hàn. Người này làm việc chăm chỉ để đạt được danh vọng và sự giàu có, cuối cùng họ vẫn hạnh phúc, sung túc và thịnh vượng, nhưng không chắc họ là có được những gì xứng đáng hay không. Người này thông minh và tài giỏi hơn những người khác, nhưng không thể dựa vào gia đình, anh em cũng khó khăn, đều phải dựa vào chính mình nên khởi nghiệp gặp nhiều khó khăn, trở ngại. Vận mệnh của người này có phần gặp trở ngại, nhưng nếu có ý chí thì thành công cũng không xa vời. Quý vị thân mến, không có ai hoàn hảo cả, chỉ cần là người thì sẽ có nhược điểm, điều này rất bình thường. Nhưng khi đối mặt với điểm yếu của bản thân, không thể mãi chịu khuất phục, phải nghĩ biện pháp chiến thắng nó. Như vậy chúng ta mới có thể trở nên mạnh mẽ và ưu tú hơn. Dưới đây là 6 nhược điểm mà chắc ai cũng đã từng phải đối mặt. Nếu vượt qua được nó thì bạn sẽ ngày càng trở nên mạnh mẽ. 1. Tức giận. Tức giận là dùng sai lầm của người khác mà trừng phạt chính mình, thật là khờ dại. Sai lầm của người khác hãy để họ tự gánh chịu lấy, chúng ta không cần phải tức giận, thật sự là không đáng. Nếu như có người trêu chọc chúng ta, càng không cần phải tức giận, bởi vì khi tức giận nhất định sẽ làm tổn thương chính mình.
không có chỗ nào tốt cả, chi bằng hãy bình tĩnh một chút, ung dung đối mặt. Như vậy chúng ta mới có thể càng ngày càng trở nên lý trí, càng ngày càng rộng lượng. 2. Phiền não. Con người sở dĩ phiền não đa phần là do tự mình tạo ra. Chỉ cần đừng làm khó chính mình thì phiền não cũng đã không nhiều như vậy. Làm người thì ai cũng sẽ mắc phải sai lầm, nhưng phải học được cách xem nhẹ, cũng phải biết buông bỏ, không nên cứ mãi dày dò bản thân. Phiền não đời người có rất nhiều, nhưng chỉ cần đừng tự đi tìm phiền não thì cuộc sống đã tốt đẹp lên rất nhiều rồi. Ngay khi phiền não, hãy suy nghĩ nhiều đến những việc vui vẻ, an ủi chính mình, phiền não rồi cũng sẽ tự rời xa. 3. Hối hận. Nhân sinh sẽ luôn có nhiều điều khiến chúng ta phải hối hận, dù là ai cũng không thể nào tránh khỏi, nhưng điều chúng ta phải làm chính là thấu hiểu nó, rồi từ từ bước qua. Việc gì đã cố hết sức rồi thì thôi, hãy cứ để thuận theo tự nhiên. Chúng ta không cần phải lấy những chuyện cũ không đâu mà tự dằn vặt chính mình. Con người sống thì nên tiến về phía trước, con đường là để bước đi chứ không phải để nằm nghỉ. Bất kể là đi sai đường hay bất lực thì cũng đều không nên hối hận. 4. Lo lắng. Con người lo lắng chủ yếu là về tương lai của mình, rồi đánh mất đi sự tự tin. Chuyện trong tương lai thật khó mà biết rõ được, nhưng chỉ cần nắm chắc hiện tại, tin rằng ngày mai cũng sẽ không đến nỗi nào. Nếu như cảm thấy lo lắng, vậy nhất định phải biết cách cổ vũ chính mình, tìm lại sự tự tin, tăng thêm dũng khí mà đối mặt với tương lai. 5. Cô độc. Đời người có đôi khi sẽ rơi vào thế cô độc, phải học được cách hưởng thụ nó, bởi vì cô độc sẽ giúp người ta đối diện với chính mình. Cũng là lúc lý trí trở nên thanh tĩnh nhất. Cô độc nếu như biến thành cô đơn, vậy thì nội tâm nhất định sẽ trống rỗng. Nhưng nếu như học được cách hưởng thụ sự cô độc, thì càng ở một mình sẽ lại càng trở nên mạnh mẽ, tâm hồn lại càng phong phú hơn. 6. Tự ti. Trong cuộc sống chỉ cần đừng quá ganh đua với người khác thì cũng sẽ không có nhiều tự ti. Tại sao lại tự ti? Cũng là vì cảm thấy không bằng người khác. Kỳ thực, thế giới này bất kể là ai cũng đều là độc nhất vô nhị, không được coi thường chính mình. Chúng ta so với người khác nhất định cũng sẽ có chỗ tốt của riêng mình, chỉ là đôi khi cứ tự phủ định chính mình, lạc mất phương hướng, đánh mất đi sự tự tin. Thay vì tự ti với những cái mình không có, sao lại không tự tin vì những cái đặc biệt của riêng mình? Hãy cứ lạc quan đối mặt với hết thảy mọi thứ. Lúc bạn tức giận hãy tự nói với bản thân, đừng lấy sai lầm của người khác mà trừng phạt chính mình. Lúc bạn phiền não, hãy học cách buông bỏ, đừng dùng khuyết điểm của bản thân đi tra tấn chính mình. Lúc bạn hối hận, hãy cứ để thuận theo tự nhiên, đừng vì những chuyện không đâu mà tự dày dò chính mình. Lúc bạn lo lắng, hãy tự cổ vũ chính mình, tìm lại sự tự tin, dũng cảm đối mặt với tương lai phía trước. Lúc bạn cô độc, hãy học cách hưởng thụ nó, khi đó cô độc sẽ chỉ làm chúng ta mạnh mẽ hơn lên mà thôi. Lúc bạn tự ti, đừng coi thường chính mình, bởi vì chúng ta là độc nhất vô nhị. Làm người nhất định phải vượt qua được 6 nhược điểm này, tin rằng rồi bạn cũng phải bội phục chính mình. Dân, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.